Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng gia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày ấy Chúa Giêsu ra khỏi nhà, đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh người đông đảo, đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa, trong khi gieo có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất cũng liền mọc lên, nhưng không nhiều đất, khi mặt trời mọc bị nắng gắt và vì không đâm rễ sâu liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc tùm nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt, sinh hoa kết quả. Có hạt nảy được 100, hạt 60, hạt 30. Ai có tai thì hãy nghe. Các môn đệ đến gần và thưa rằng: Tại sao thầy dùng dụ ngôn mà nói? Người đáp: Về phần anh em, đã cho biết những mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có thì ban cho thêm dư dật, còn kẻ không có thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai nghe mà không nghe, không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói về họ rằng: Các ngươi đã lắng tai nghe mà chẳng hiểu, đã trổ mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt, kẻo thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hối cải và được chữa lành chăng? Phần anh em, phúc cho mắt anh em vì được thấy, phúc cho tai anh em vì được nghe. Quả thật, thầy bảo anh em, nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính ao ước trong ấy điều anh em muốn thấy, mong ước nghe điều anh em đang nghe mà không được. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chủ nhật thứ 15 này chúng ta nghe Thiên Chúa dùng dụ ngôn nói đi gieo lời của người. Và Ngài lo lắng là vì có hạt thành công, có hạt thất bại. Tuần sau, Chủ nhật 16, chúng ta cũng nghe một người khác đi gieo, cũng chính Chúa Giêsu kể, đó là ma quỷ cũng đi gieo mà không lo lắng gì hết. Ma quỷ gieo xong rồi lập tức bỏ đi, chứ không hề chăm sóc cái gì mình gieo có lên không. Có nghĩa là theo lời nói của Chúa Giêsu thì ma quỷ tin chắc mình gieo gì thì thành công đấy. Điều đó mới cay đắng cho tâm hồn mỗi người chúng ta, là vì Chúa lo lắng lời Chúa gieo vào chẳng thấy mọc, mà hễ quỷ gieo vào cái gì thì mọc cái nấy. Nó đúng chứ không phải sai. Ma quỷ hình như quá tự tin rằng họ thắng Thiên Chúa, nhưng tuần sau chúng ta sẽ nghe cách Thiên Chúa thắng ma quỷ. Hôm nay chúng ta cũng tin rằng ma quỷ không thể thắng Thiên Chúa, vì Thiên Chúa dựng nên ma quỷ. Nhưng Thiên Chúa thắng tâm hồn mỗi người, làm cho hạt giống lời Chúa gieo nó mọc lên một cách rất tế nhị, rất âm thầm, rất ngọt ngào và rất lâu, kiên nhẫn lắm. Hãy xem lại sự hoán cải của vài tâm hồn lớn. Chút nữa tôi đọc một chứng từ từ trong nước, một bác sĩ là viện trưởng của Viện Đại học ngành vật lý của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, là bác sĩ Phan Như Ngọc. Ông viết một chứng từ khi ông chấp nhận hạt giống lời Chúa gieo vào lòng ông mới đây không lâu. Đây là quyển sách ông in và phát bên Việt Nam, rất nhiều người đọc được. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi muốn ra đề một chút để cho nó vui vui trong buổi sáng mùa đông lạnh này. Trong xã hội Trung Quốc và Việt Nam, chứ không thấy ở Nhật và ở Triều Tiên, dân gian, nhất là các cửa hiệu, thường trưng bày
tam đa, ba cái mà ai cũng muốn có nhiều, ba bức tượng quen gọi là tam đa, đó là đa phúc, đa lộc và đa thọ, hình ba cái ống, thường thường làm bằng đá hay làm bằng gỗ, bằng gốm, bằng sứ, cũng có nơi làm bằng đá quý, cẩm thạch. Người ta tin rằng hãy mà tôn kính ba cái ông này thì được ba điều mà ai cũng ước mơ, đó là phúc, tức là có con cháu đầy đàn, lộc, tức là có tiền muôn bạc vạn, và thọ, tức là sống lâu trăm tuổi. Trong nhiều gia đình lại coi như một công đôi ba chuyện, vừa thờ kính để được mấy ông ấy giúp cho, lại vừa trang trí cho căn nhà được đẹp, được thanh nhã. Nhưng vấn đề được nêu ra là ba cái ông đó là ba ông nào? Có ai biết tên không? Tôi mất công để đi tra, trên cái giáo sư Google đó, nó biết hết mọi chuyện rồi. Cho nên vấn đề được nêu ra được trả lời như sau: cái ông Phúc chính là ông Quách Nghi, làm quan đời nhà Đường. Tuy làm quan nhưng sống rất thanh liêm, gia đình nghèo nhưng vẫn giữ lòng thanh sạch. Cả hai vợ chồng chuyên làm việc thiện và tu thân tích đức. Ngoài 80 tuổi mà có con cháu đông đúc, ngũ đại đồng đường, có nghĩa là năm đời con cháu ở chung trong một nhà, nhưng kỷ cương đạo lý không hề thương tổn. Ông bà sống hạnh phúc đến cuối đời, cũng viên tịch một cách bình an, thanh thản. Người ta nói đó là phúc. Con cháu đầy đàn, đầy nhà. Ông Lộc thường có bụng phệ to, khiến cân đai phải xệch xuống, thường đội mũ cánh chuồng và để râu ba tròn. Đây chính là ông Đầu Tử Quân, cũng có sách nói là Đầu Tử Quán, làm quan đời nhà Tần, rất giàu có, tiền của bổng lộc không kể xiết, không đủ chỗ chứa. Đến khi ngoài 80 tuổi vẫn chẳng có con cháu đích tôn nào nối dòng, nên đi chết phải nhường gia tài lại cho dòng họ khác. Lộc. Ông Thọ chính là ông Đông Phương Sóc, làm quan đời nhà Hán, nhờ thông minh và lợi khẩu nên được lòng vua. Nhờ đó mà đường thăng quan tiến chức rất nhanh, cuộc sống phúc lộc rất dồi dào, rồi cưới được vợ đẹp và vợ trẻ, sống hạnh phúc nên ông sống rất thọ. Ông viên tịch lúc 125 tuổi, tứ đại con cháu tổ chức ma chay rất linh đình. Đó là tôi giới thiệu ba ông tam đa. Ai trong nhà có ba cái tượng nên biết cái này. Người Úc nó hỏi thì mình trả lời. Thờ một ông thì không ổn, bởi vì sống lâu mà nghèo, hay không có con thì cũng buồn. Hay là có tiền mà không có con cái mà sống yểu quá, cho nên thờ cả ba cho chắc ăn. Đó là người không có niềm tin tôn giáo. Chúng ta có thể dùng bức tượng ấy để trang trí. Nhưng điều tôi muốn nói là ở đây có một ông hoàng đế Trung Quốc. Một buổi sinh nhật của ông á, tổ chức đại trào linh đình lắm, thì có người biếu một cái thùng. Về tư thất ông mở ra thì thấy ba cái bức tượng. Ông nghĩ rằng đó là tam đa. Tam đa thì phải ba ông khác nhau. Này ông mở ra thấy ba cái tượng giống nhau, giống hệt như một. Ông coi tới coi lui, nó bằng đất sét, nung lên thôi. Ông tưởng là trong đó có dấu vàng trăng hay ngọc ngà châu báu. Ông gõ thì nó trống, bon bon trống. Nên là thắc mắc, đi ra họp ngoài triều đình, hỏi các quan vị nào giải thích được cho trẫm, trẫm sẽ trọng thưởng. Chả ông nào nhìn ngắm xong rồi chả giải thích được. Bởi vì thường chúng tôi thấy tam đa, chứ làm gì có ba bức tượng giống, ao, giống nhau như một. Nên là có một ông quan quen biết một người làm tượng, mới đi xuống nhà cái ông làm tượng. Vô phúc là ông chủ tượng đó, ông chủ làm tượng đi giao tượng ở tỉnh khác. 2-3 tuần sau mới về, thằng con mười mấy tuổi vừa ăn cơm xong đang ngồi xỉa răng bằng cái cổng chiếu á. Nên là thấy quan lớn tới thì nó nói bẩm quan lớn, nói ba mày đâu, ba con đi vắng rồi. Trời ơi, mà tao mất thì giờ, mày có biết coi tượng, mày có thường giúp ba mày làm tượng, nói con có học nhiều nơi ba con lắm. Thế thì mày đi theo tao đi, vào đây hãy mày giải thích được thì được trọng thưởng. Nên nó vào, nó thấy ba bức tượng, nó nói ông là thưa ông lớn, tượng người ta làm, ba con làm, không bao giờ làm lỗ mũi và lỗ tai và lỗ miệng. Mà thật, mình coi tượng đâu có ai đục cái lỗ làm gì. Nhưng mà tượng này có,
Ba con nói là có ý nghĩa, rồi mày thử đi. Thì nó lấy cái cọng chiếu, nó mới xỉa răng, nó xỏ vào lỗ tai. Ông Quang nói, chứ nó nhột chết mày. Tưởng đâu có nhột, nó xỏ bên này chạy qua bên này. Cái nó xỏ bên này chạy qua bên này. Cái nó nói, thưa bẩm quan lớn, cái tượng này bố con nói nên đập đi. Nó được của vua đấy, đừng có đập. Mày thử cái thứ hai đi. Nó thử bên này, ông quan chạy qua đây đợi để rút cọng chiếu ra. Nó không ra, nó ra đằng mồm. Rồi nó cho bên này cũng ra đằng mồm. Nó nói, bố con bảo thứ này còn đập nhanh hơn thứ kia nữa. Ông người của vua mà đừng đụng vào. Rồi tượng thứ ba, với ông bà ơi, nó xỏ vào. Ông quan rình hai chỗ này không thấy ra. Rồi nó ra đâu? Ông quan chạy ra sau nhìn coi có ra sao không? Cái tượng làm gì có đằng sau? Mà cái cuộn chiếu nó cuốn tròn. Rồi khi kéo ra thì nó vẫn còn tròn là vì nó khoanh lại trong bụng. Nó nói bố con bảo đây là bức tượng tốt nhất. Bố mày nói sao? Như là phàm ai biếu mình ba bức tượng ấy đều nói răng đe về con cái mình. Bức tượng thứ nhất nói những đứa con nghe lời cha mẹ từ lỗ tai này qua lỗ tai này mất. Đứa thứ hai tệ hơn là nghe lời cha mẹ nói lại khác. Đứa thứ ba mới là đứa tốt, nghe xong giữ trong lòng. Tôi muốn dùng hình ảnh đó để nói chúng ta cũng nghe lời Chúa chứ. Có khi nó rút bên này, nó rét bên này, nó đi mất. Có rất nhiều người hỏi đùa thôi. Hồi nãy cha Huỳnh giảng cái gì, ông Hồng giảng cái gì, cứ nhớ chuyện cười. Hết rồi lời Chúa đi mất hết. Nhớ chuyện cười cũng là khá rồi. Có người nói, ừ hồi nãy nói gì nha. Không sao, không ai trách mình đâu. Là vì những gì mình nghe, các nhà thuyết giảng vẫn thường nói 70% là quên liền. Nhưng phải lặp đi lặp lại thôi. Cho phép tôi dùng mấy phút để đọc một vài đoạn trong cái chứng từ mang tựa là con nay trở về. Chứng từ của tiến sĩ Phan Như Ngọc là giáo sư triết học duy vật, thành viên Viện Khoa học Vật lý, Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam về hạt nhân. Ông nói tôi sinh ra và lớn lên trong lòng miền Bắc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 10 năm trung học phổ thông, tôi luôn được dạy rằng vũ trụ này tự nhiên mà có, làm gì có trời đất nào dựng nên. Rồi tôi vào ngành vật lý của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tôi phải học triết học duy vật một cách có hệ thống và bắt buộc, trong đó sợi chỉ xuyên suốt tất cả những môn học là vật chất có trước. Vật chất quyết định ý chí, chỉ có những gì con người cảm nhận được trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các giác quan thì mới tồn tại thôi. Như thế, chủ nghĩa duy vật đương nhiên chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa. Vì không ai có thể sờ mó được Thiên Chúa, không ai cảm nhận được, mà hễ gì có người không cảm nhận được là không có. Đó là duy vật lý luận. Mà ai tin thì biến thành mê tín dị đoan. Sau khi tốt nghiệp, tôi dạy học. Tôi phải dạy thật hăng say, cho hết lớp này đến lớp khác về những gì tôi tin là vô thần. Tôi đã lôi không biết bao nhiêu em đi xa cách Thiên Chúa. 13 năm dạy học là bà 13 năm tôi làm hư bao nhiêu tâm hồn. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy xót xa, ân hận vô cùng. Nếu linh hồn của những lớp đàn em đó bị hư mất chỉ vì tôi đã gieo những điều sai lầm, tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi là người gây nên tội. Năm 1976, tôi được đi nghiên cứu ở Hungary, rồi có chút bằng cấp tiến sĩ. Tôi trở về dạy vật lý thuộc Viện Khoa học Việt Nam, được cử làm trưởng phòng của phòng nghiên cứu vật lý hạt nhân, được đi họp nhiều cuộc họp quốc tế. Một lần vào năm 1989, nhân một chuyến đi công tác nước ngoài, tôi đã lưu lại một thời gian ở Đức. Năm đó, nước Đức vừa tự do. Tôi gặp một con người tên là Hans Wolfhorst. Ông đến, vỗ vai tôi và tặng tôi một quyển thánh kinh. Ông nói chuyện với tôi một lát và
Tôi xin một quyển bằng tiếng Việt, ông nói không có, đây chỉ có bản tiếng Anh. Xin anh, có giờ rảnh, hãy đọc đi, không vô ích đâu. Tối đó tôi về khách sạn, tôi mở ra ngay câu đầu của sách Sáng Thế Ký, tôi đã thấy vô lý. Ban đầu Thiên Chúa dựng nên trời và đất, làm gì có. Tôi bật dậy khỏi giường và muốn ném quyển sách ra cửa sổ. Đã gần 50 năm sống trong xã hội nghĩa, nhưng rồi tôi bỗng nhớ lại, đã đâu đó tôi đọc được một tư tưởng của một nhà vật lý vĩ đại là Isaac Newton. Ông nói, tất cả những thiên thể trong trời đất này chuyển động được là nhờ một cái búng tay của Thượng Đế. Không lẽ Isaac Newton lại mê tín dị đoan, người thầy đã từng dạy chúng tôi về những định lý tuyệt vời nhất của khoa học? Ông ta không thể sai lầm. Tự nhiên tôi nghĩ rằng Isaac Newton là bậc thầy, và luật hấp dẫn vũ trụ được coi là vĩ đại nhất của lịch sử văn minh nhân loại. Không lẽ ông kém thế lại mê tín dị đoan? Tôi trả lời không được. Tôi thắc mắc, tôi không ngủ được. Rồi tôi lại nhớ Charles Dickens đã từng viết, cuốn Kinh Thánh chính là cuốn sách tốt nhất đã từng được biết đến hoặc sẽ được biết đến trên toàn thế giới. Rồi trở lại với Isaac Newton, tôi không thể quên ông nói rằng trong Kinh Thánh có nhiều biểu hiện chắc chắn về tính có thực hơn là những điều khoa học chứng minh. Rồi tôi nhớ Victor Hugo là một đại văn hào Pháp mà tôi rất say mê. Cũng hay là cái ông này đọc sách rất nhiều. Ông nói nước Anh có hai quyển sách đáng kể thôi, là Kinh Thánh và sách Những Chuyện của Shakespeare. Nước Anh sinh ra ông Shakespeare, còn Kinh Thánh thì sinh ra nước Anh. Cuối cùng, vị tổ sư của tôi là Albert Einstein, nhà vật lý vĩ đại nhất của thế kỷ 20, người Đức. Ông đã nói, khoa học mà không có tôn giáo là một thứ mù lòa, đuôi điếc. Tôn giáo mà thiếu khoa học thì cũng què quặt đấy. Cho nên bắt đầu ông suy nghĩ lại, và như quý vị thấy, ông tin. Ông trở lại với Chúa, ông xin rửa tội. Và ông nói, thật ra tin có Chúa dễ hơn là chứng minh không có Chúa. Là vì ông nhớ Newton đã có người bạn đến thăm, mà Newton đã sắp cái mô hình về thái dương hệ rất đẹp trước mặt trên bàn của ông, nhờ thợ làm rất là chính xác mặt trời và các tinh tú, rất đẹp mà nó quay được. Với người bạn đến khen mô hình đẹp quá và hỏi ai đã làm nên vậy, mà người bạn đó là vô thần. Newton cười một cách hớn hở và trả lời, nó tự nhiên nó chui ra đấy. Cái ông bạn nói, làm thế nào mà lại tự nhiên được, phải có thằng nào làm ra chứ. Newton mới từ tốn trả lời, tôi đã từng nghe anh nói vũ trụ vĩ đại này tự nhiên mà có, sau nay chuyện nhỏ này anh lại không tin. Tôi tin là cái gì cũng phải có tác giả. Cho nên chứng minh bằng cách nhìn những sự vật để nói có Chúa dễ hơn là chối không có Chúa. Cho nên cho tôi kết luận, người Việt Nam chúng ta có tâm hồn thờ Thiên Chúa đã từ lâu. Trước căn nhà có cái bàn gọi là bàn thiên để thờ trời. Ở Huế có cái đài Nam Giao để tế trời. Rồi trong dân gian hay nói lại trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Chữ trời nó đã nằm bên trong tâm hồn người Việt. Cho nên con người tưởng rằng họ có thể trực tiếp đến với Chúa mà bằng sức riêng của mình, không. Ông bác sĩ Ngọc ở ngoài nói, phải thông qua lời Chúa, nhất là lời của Chúa Giê-xu. Nhưng lời đó được gieo, nhưng vì mảnh đất có nhiều sỏi quá, nhiều gai góc quá, nhiều chim chóc rình rập quá,
nhất là những cản trở của ma quỷ vô thần lấy mất lời Chúa đi. Ông viết như thế này: tôi thực sự cảm động trước những lời đầy yêu thương trong quyển Tân Ước. Tôi đã quỳ gối, khóc, ăn năn về những tội lỗi của mình. Tôi tiếc một điều. Đối với ông bà, ông tiếc gì? Tôi tiếc một điều là sao? Tôi biết Chúa trễ quá. Chúng ta trở lại cái đề tài đầu: ma quỷ thắng hay Chúa sẽ thắng? Tôi tin rằng Chúa thắng. Đừng thấy ai bê bối rồi nói rằng ồ, chắc mắc linh hồn. Tôi không tin vậy đâu. Chúa làm rất âm thầm, rất tế nhị. Miễn là người đó đừng từ chối, miễn là người đó vẫn còn một bản chất tốt là hướng thiện, biết dọn mảnh đất tâm hồn mình để cho cái gì tốt nó vào, thì lời Chúa là hạt giống tốt nhất. Xin chúc quý cộng đoàn đi lễ là nghe lời Chúa, ở nhà cũng có quyển Thánh Kinh để đọc. Xin cho lời Chúa gặp đất tốt để nảy mầm.